Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9 2019, ngày mà Hồ Chí Minh tên đầu sỏ đã lây truyền Stuart Lee virus cho toàn dân Việt Nam, về với Mark Lenin, cái thế giới người hiền của hắn, thì Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục cái trò chơi ngu để trị bằng cái bài báo láo toét đăng trên Dân Làm Trí với cái tựa đề là hàng nghìn người dân đã xếp hàng viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng phong trào mỗi ngày một điều Bác Hồ dạy của Cộng sản Việt Nam. Phần 4, cây bút Nguyễn Đình Ngọc đã phẫn nộ với cái việc là gọi là ngu để trị về cái việc mà xếp hàng để viếng lăng Hồ Chí Minh. Ông đã có một bài viết với cái tựa đề là Quyết lãnh sát nhân ẩn nấp. Bài viết nói lên cái sự căm phẫn về Hồ Chí Minh, cái tên đầu sỏ đã lây truyền Stuart Lee virus cho toàn dân Việt Nam. Nội dung của bài viết đó như sau. Đó là những tên cần phải lôi chúng ra, sắp hàng dưới mặt trời đen để chịu sự trừng phạt tự thân từ sức nóng của loài quỷ đỏ. Những tà tâm, hắc ám và mang trá cần phải được hóa vàng ở trong cái lễ xá tội dân nhân. Còn đó cái người phụ nữ tuổi đã ngoài 80 với cái họ tên là Phạm Thị Dung Bỉ do cha mẹ đặt cho, dù cái tên đẹp nhưng bà đã vô tư lự mà từ bỏ để hân hạnh và hào hứng nhận lãnh đặc ân là Lê Hiền Đức do họ Hồ ban tặng. Như nhiều người dân Việt Nam khác sinh ra và sống cả cuộc đời bị xâm nhập bởi virus và quỷ ám Hồ Chí Minh, bà là nạn nhân và trở thành con bệnh điển hình của cái loại dịch đạo đức mang tên Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Có cả những kẻ đầu hai thứ tóc khi nhắc về con rơi của Hồ đã bào chữa rằng Hồ đã khóc thật là lố lăng. Bao nhiêu nước mắt Hồ đã nhỏ xuống trong cái thứ gọi là xin lỗi ở trong mặt kép từ cái vụ cải cách ruộng đất là thật chăng? Quá đau. Đau cho tất cả những ai đã vô tư, vô tình, vô tâm, vô ý nhận lãnh tất cả các loại quà ở trong mặt kép từ Hồ Chí Minh mà lại không nhận ra. Đó chính là gan ruột mẹ cha mình cho. Đó chính là mồ hôi nước mắt chính mình và gia đình mình. Chẳng qua đã bị tập đoàn Minh và Cộng sự lừa và cướp rồi. Cho lại như là một cái thứ hương hoa nhang khói ở trên bàn thờ dòng tộc. Một thứ cho ở trong ngoặc kép của phường đạo tặc. Bác sống như trời đất của ta, yêu từ ngọn lúa mỗi cành hoa, tự do cho mỗi đời nô lệ, sữa để em thơ lụa tặng già. Notebook Tô Hữu đã viết như vậy. Trời ơi, dân tộc Việt Nam sao mà đớn đau và vật vã như vậy chứ? Nào chỉ có sữa cho em, lụa biếu già. Từng cháu bé ngay thuở còn nhai vú mẹ, những dòng sữa đó đã nhiễm khuẩn mà bà mẹ trẻ không hề hay biết. Cái loại vi khuẩn đó đã chất chứa từ đời trước truyền đến đời sau như chuyện Dracula thời hiện đại. Chưa bao giờ là phản khoa học khi bác sĩ luôn khuyên những người có ý định và chuẩn bị làm mẹ, ngoài việc ăn uống, nghỉ ngơi, điều độ, cần tạo cho mình và cả người chồng một tâm trạng vui tươi nhẹ nhàng, tránh tất cả những tâm lý căng thẳng, suy nghĩ tiêu cực. Bác sĩ cũng khuyên bà bầu là hãy nghe nhạc êm nhẹ, đọc truyện hài, tiểu thuyết có tính nhân bản, vân vân. Từ đó mới hy vọng là nàng trứng hiền lương giao hợp với chú tinh trùng mạnh khỏe để cho ra em bé với thể trạng tốt, cùng lòng nhân ái và thông minh như ước muốn. Khốn thay, các bà mẹ, ông bố tương lai
với cuộc sống đầu tắt mặt tối, đồng lương eo hẹp, cái chỗ ở bẩn thỉu, thiên tai và nhân tai luôn trực chờ và ngoi ngóp trong một xã hội ô nhiễm trên mọi lãnh vực, thì họ đào đâu ra cái tiêu chuẩn lý tưởng đó để cho ra những hạt mầm xanh nõn tươi non? Làm sao? Làm sao mà đa số phụ nữ Việt Nam có thể nào không phải là sinh nhầm ra những Lê Văn Luyện, những Nguyễn Đức Nghĩa vân vân, hay tương tự và may mắn thấp tầm hơn những sát nhân máu lạnh đó một chút? Tất nhiên còn phải tính cái yếu tố ở trong môi trường học đường. Khi em bé bước chân vào lớp mầm non, giờ ở đó mọi vấn đề liên quan đến đứa bé tiếp tục trở thành một đống bùi nhùi không gỡ nổi, lay quay và quay quắt. Thanh niên Việt Nam thật đáng thương. Các chàng trai cô gái Việt Nam vô tội vẫn đang lớp ngớp giữa nhung nhúc bầy vi khuẩn như thế đó. Hồ chết đi. Hồ chết đi mà các truyền nhân đâu thể dừng. Chúng tiếp tục lây nhiễm cái thứ vi khuẩn ngu dốt cho thế hệ tiếp nối. Dài ra mãi, bất tận 45 năm qua, như dòng sông đầy máu đỏ nhiễm khuẩn tiếp và tiếp nối. Nhiễm từ trong phôi thai, nhiễm khi thai kỳ của bà mẹ ở tháng đầu tiên, lại tiếp nối không ngừng nghỉ. Em bé lớn thêm, tung tăng cùng chúng bạn, với khăn quàng đỏ trên cổ, tựa cái dải lụa tam ban triều điển để thắt cổ tinh thần mẹ trẻ. Chúng không hay biết, vẫn ngây thơ, ca là khăn quàng đỏ, là kết đoàn, là năm điều Bác dạy chân chất. Chưa dừng lại đó, cái thứ vi khuẩn đó tiếp tục thấm vào huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Những chiếc đinh bén nhọn tẩm độc từ cái huy hiệu đó như chiếc kim nhỏ bé nhọn quắc đâm thẳng vào tim từng thanh thiếu niên đang tuổi trưởng thành về nhân cách và tư cách. Còn nhiều biểu hiện lắm, những thứ đó ngập tràn, ấp lẫm và lên láng từ nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học. Chúng ồng ọc xối xả vào đầu của hàng triệu thanh thiếu niên nam nữ như hồ chứa bô xích bục vỡ, tràn lan trên các lớp học, giảng đường, viện này, hội kia, vân vân. Ai đã gây ra cảnh tượng thê thảm này? Đã xong đâu. Hình tượng Hồ Chí Minh xuất hiện ngợp trời như là bầy châu chấu vào đỉnh điểm tràn dịch. Từ mấy trăm tờ báo trên toàn quốc cho đến mấy chục đài phát thanh truyền hình trong cả nước, lại đến hàng ngàn con phố lớn nhỏ của các tỉnh thành, huyện thị vào những dịp lễ hội mà người cộng sản nói là của nhân dân. Từ trong sách vở của các giáo mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến đại học, nghiên cứu sinh, trong các tác phẩm thơ ca, nhạc họa dành cho mọi lứa tuổi. Chứ không chừa cả quân đội, công nhân, nông dân, trí thức và trong cả tình yêu đôi lứa. Từ nhà văn hóa cho đến tượng đài, phù điêu, băng rôn, trong các nhà lưu niệm lớn nhỏ trên toàn quốc, cả các con đường mang cái tên khác như là đường Nguyễn Tất Thành, mặc dầu cả cái Sài Gòn khốn khổ khốn nạn này đã mang tên Hồ Chí Minh. Nhưng người Cộng sản vẫn không buông tha từng phân nào cả. Chúng quyết làm sao hình ảnh Hồ Chí Minh xuất hiện càng nhiều càng tốt, mỗi khi có thể nghĩ ra vào một thời điểm nào đó, vào một không gian vừa đủ, và lại tiếp tục đưa hình ảnh Hồ Chí Minh đến với người dân không ngừng nghỉ. Một việc làm bất tận như một thú vui tao nhã giết người trong thầm lặng. Mưa dầm thấm đất, giờ người ta gọi là tẩy não hay nhồi sọ, thâm độc và tàn độc như thế. Không đâu, nó hơn cả cái khái niệm vốn không còn đủ sức thuyết phục với những con vật người hình thành từ những ngày bà mẹ tắt kinh đầu tiên để chuẩn bị đón bé. Chúng là ai mà sẽ thâm độc và quá phi nhân như vậy? Những cái nào chủ trương điều này
ngoài tập đoàn cộng sản cấp cao những tội đồ nào cần phải lôi đầu ra nữa. Đó là tác hại ghê gớm, không dễ chữa trị từ hàng trăm ngàn lớp học và giảng đường trong môi trường học đường hôm nay. Không chỉ riêng Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ 4T, Ban Tuyên giáo ở Trung ương hay Đội Thiếu nhi Tiền phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đâu. Nó âm ỉ như những bóng quỷ chập chờn và nghễu nghện phủ bóng đến từng thành phố, quận, huyện, thị xã, chất chất. Cả những ban làng heo hút hay bên những mái tranh lớp học tình thương, sau những nhịp cầu lắc lẻo khó đi, chúng như không ngừng nghỉ mang vi khuẩn giết người thầm lặng đó tiêm vào đầu bọn trẻ, kèm cái miếng cơm có thịt hay là áo bông cho trẻ dùng cao, một cái sự bố thí khốn nạn mà bọn chúng dinh danh lẫn nhau một cách hãnh hảo. Phải thoát hồn, phải thoát Võ Nguyên Giáp, phải thoát Lê Duẩn, phải thoát Phạm Văn Đồng, vân vân, bởi tất cả là thoát ngụy. Thoát Trung là một học thuật ngớ ngẩn và ngu dốt. Tất cả những hình tượng đó, người dân cần phải chủ động rủ nhau cùng thoát ra, thoát tất cả những tên cộng sản vong thân, vong bản, vong nô với áo trắng và cặp kính gọng vàng mà người đời gọi chúng là trí thức lưu manh. Chúng tọa lạc trong hàng trăm trường đại học và các loại viện hiện nay trên toàn cõi Việt Nam. Phải thoát khỏi tay những tên giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo ưu tú, nhà giáo dân dân, dân dân. Mà tuyệt đại đa số những tên này đã và đang nắm nhiều chức vụ cao thấp ở trong guồng máy cồng kềnh và khô cứng của xã hội đỏ mang rợ. Tóm lại, phải thoát tất cả những kẻ mà người đời gọi là trí nô. Vì sao? Vì những kẻ này đã và đang đứng trên bục giảng mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Khi chúng ra tay, nghĩa là đầu độc hàng loạt cả trăm ngàn sinh viên học sinh một lúc và trong thời gian không quá dài. Trong khi thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay vẫn còn khá mê muội thông qua uy tín và sự nổi tiếng của chúng. Uy tín và nổi tiếng ở trong mặt kép, thưa quý vị. Việt Nam có mất thì cùng lắm chúng chỉ rơi vài giọt lệ tiếc thương, để rồi sau đó chúng từ những nơi cao sang quyền quý bình an và tiếp tục chỏ mỏ chửi người dân Việt Nam ngu dốt nên để mất nước. Đó là cái việc giỏi nhất cái bọn trí thức này có thể làm. Chính cái bệnh sính bằng cấp càng cao càng nổi tiếng, nó càng dễ ru ngủ và lừa mị cái giới trẻ nhanh chóng, vô cùng nguy hiểm, thật là đáng báo động. Bọn trí nô đó đáng sợ hơn ngàn lần Hồ Chí Minh, bởi con quỷ dữ đó đã chết từ lâu. Nếu không có bầy trí thức trong hoạt kép nhẫn tâm đó thì thật khó có đủ nhân lực đồ sộ để điều khiển dựng cái xác quỷ mà lừa bịp chúng dân. Đặc biệt, bầy trí thức ở trong hoạt kép đó còn đang sống mạnh, sống khỏe, hớn hở và náo nhiệt mỗi khi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có biến cố. Chúng xông ra chốn chợ trời trí thức để hợp cùng cái lũ ô hợp đạo mạo trong ngoài nước thật nhanh nhẩu để trình làng trước thế gian và chứng tỏ cái lòng trung thành với Big Boss, nhằm kiếm thêm chút lợi danh từ cái xứ sở thiên đường đầy bon chen dẫm đạp. Chúng gây ảnh hưởng rất lớn trong tập thể sinh viên học sinh, trí thức, doanh nhân, công chức, dân dân, và đang càng ngày lộ rõ những bộ mặt tiếp tay cho bọn cộng sản bán nước hiện nay. Khi chú trọng quá dọn minh, nghĩa là quên những kẻ nguy hiểm đó, chính cái bầy trí thức các loại nói trên, chúng đã cố tình bơm formaldehyde cho hình ảnh cộng sản sống dai dẳng để ám dân tộc Việt Nam suốt đời suốt kiếp, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
đã đến lúc. Đã đến lúc các pháp sư cần ra tay trừ quỷ ám. Hồ Chí Minh chắc không là gì nếu không có cái bọn trí nô ngày ngày rao giảng, học tập và làm theo ... trên hầu hết trường học, trong các giảng đường. Môn tư tưởng Hồ Chí Minh là môn bắt buộc mà không một sinh viên nào thoát được. Nói chung, cái hình ảnh Hồ Chí Minh trở nên linh thiêng và sống mãi có phần góp tay rất lớn của bọn trí nô, trong đó có bọn giảng viên, giáo sư, tiến sĩ các loại và bọn bồi bút nghệ sĩ nô. Bọn trí nô cộng với nghệ sĩ nô, cộng với tuyên giáo, cộng với bộ 4T, cộng với an ninh văn hóa, cộng với an ninh tôn giáo, cộng với Việt gian trà trộn, cộng gián điệp Tàu ẩn thân tại Việt Nam và trên mạng vân vân, chính là cái ổ dịch này lây lan cái mầm bệnh sùng bái cá nhân lâu dài và thật có gột rửa. Chính cái bọn đời giữa như Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Phan Văn Khải, Nguyễn Thị Bình, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, vân vân, hợp cùng với bọn ăn cung quốc gia thờ ma cộng sản mới sản sinh ra cả lớp khổng lồ hiện nay đang mê muội và mù quáng lao theo phe nhóm đấu đá mà một số người lầm tưởng là bất đồng chính kiến, là đấu tranh cho tự do dân chủ, vân vân. Trong khi chúng sẵn sàng bôi nhọ, chụp mũ và khích tướng những người dân vô danh xuống đường để chống giặc Tàu. Bọn đời giữa nói trên, kẻ còn tên mất, đã bắt nhịp cầu cái đám đời nay mới gây ra thảm cảnh điêu linh và điêu tàn cho dân tộc Việt Nam với họa mất nước đang lần lần. Người viết: Nguyễn Ngọc Già. Tiền tài.